Xin chào các bác nhé, em xin được quay trở lại kênh để giới thiệu cho các bác một cái combo đẩy và vang siêu VIP của cửa hàng bên em trong ngày hôm nay. Và bọn em đang tháo cái tủ máy ra một con đẩy AB4 kênh, model của nó là STD8004 nhá. Con này thì là hàng chính hãng của Tân Cường và đang có cái giá bán lẻ lên của hãng là 16 triệu. Muốn tìm hiểu giá nhất thì có thể ebook và gọi điện vào cho em. Con này tương đối lặng. Đây là con đẩy duy nhất còn lại ở cửa hàng nhá. Sắp tới thì em sẽ về thêm. Và các bác khách này thì bác ấy rất là tin tưởng cửa hàng em và bác ấy muốn lấy luôn. Nên là em đã đưa cho bác cái con là bọn em đang sử dụng nhá. Mặt mũi nó có hơi xây xước một tí thôi nhưng mà chất âm thì nó vẫn quá tuyệt vời luôn. Con này thì công suất của nó là 800W một kênh nhá. Làm sao một kênh. Và chắc chắn là kênh suất đủ rồi. Cũng như là cái tiếng ra rất là sạch. Và trong cái combo này thì bác ấy lấy thêm một con vang số ABS1000, một trong những con vang số cũng đắt nhất ở cửa hàng em vào lúc này. Con này thì bọn em đang bán với cái giá là 8 triệu rưỡi nhá các bác nhá. 8 triệu rưỡi con ABS1000 này. Đấy, con này thì so với cái mã model cũ ấy, thì con này nó có kết nối đầy đủ luôn. Bluetooth, cổng quang rồi là có kết nối wifi cái thứ. Nên là anh em mình rất là dễ setup cũng như căn chỉnh và đấu nối. Thì hôm nay trong cái đơn hàng đầu năm, ngày đầu tiên của năm 2021 thì cũng làm cái video để giới thiệu cái cặp đôi rất là ấn tượng này nhá. Đấy, một con đẩy 4 kênh và một con vang số cực chất S100 cho một cái phân khúc gia đình thì chấm hết luôn các bạn. Con này thì nó đã có sẵn 4 cái chế độ rồi nhá. Và theo cái nhà cung cấp đã đề ở đây, Dancer Porezo da bốp, anh em mình có thể hoàn toàn và cắm mắt là có thể chơi nhá. Còn khi mà các bác cũng muốn bọn em set up và căn chỉnh sâu hơn thì bên em sẽ có kỹ thuật để căn chỉnh cho các bác nhá. Đấy, cắm em giới thiệu đây, bên em cắm đây nghe. Cắm dây vào cho anh đây này. Đầm tay đây này. Con này nó chạy bao sò. Tí ra xem ấy. Chứ con nó dòng này nó chắc chạy sổ thang. Đây em đi đây.